cử tri thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, thành phố địa đầu Tổ quốc, hôm nay đã đến các điểm bỏ phiếu thực hiện quyền công dân của mình. Hôm nay, hơn 70.000 cử tri, nơi địa đầu Tổ quốc Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, đã đến điểm bỏ phiếu, lựa chọn, bầu ra đại biểu ưu tú, xứng đáng, tham gia Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tôi đã lựa chọn kỹ lưỡng những đại biểu có đủ đức, đủ tài để đại diện cho nguyện vọng và ý chí của nhân dân. Theo ghi nhận, công tác bầu cử tại thành phố Móng Cái trong buổi sáng diễn ra an toàn, đúng quy định. Các cử tri phấn khởi, náo nức, thực hiện quyền và nghĩa vụ cử tri của mình, đồng thời tuân thủ đúng quy trình phòng chống dịch COVID-19 tại các khu vực bỏ phiếu.